chào quý vị, tôi tên là Nguyễn Thị Bích Ngọc, công tác tại bộ phận dịch vụ, ban quản lý tòa nhà BMC, một đơn vị cung ứng dịch vụ quản lý tòa nhà chuyên nghiệp tại Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi chính là cung cấp cho các quý vị các dịch vụ tại các cao ốc, chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại một cách chuyên nghiệp và tận tâm nhất. Cho tôi hỏi với ban quản lý tòa nhà không ạ? Dạ, phòng dịch vụ khách hàng, ban quản lý tòa nhà BMC xin nghe ạ. Anh chị làm ăn kiểu gì mà làm hết giấy tờ thôi ạ? Anh chị có biết là bộ giấy tờ này còn rất quan trọng không ạ? Làm sạch kiểu gì mà anh mất hết giấy tờ của tôi? Anh chị có biết là cái mức bài bộ giấy tờ là rất quan trọng không? Nó ảnh hưởng đến rất nhiều con người, rất nhiều tổ chức. Dạ vâng, em cảm ơn anh đã phản ánh, em sẽ xuống hiện trường rất ngay đây ạ. Vâng, nghe lên cho tôi. Mời vào. Em chào anh ạ. Chào cô. Em tên là Ngọc, em làm một phần dịch vụ của công ty bảo dưỡng nhà BMC ạ. Em có nghe cái phản nàn của anh về nhân viên làm sạch của bên em. Em giúp gì cho anh ạ? Dạ vâng, cô xem ấy. Từ sáng đến giờ phòng tôi chỉ có nhân viên làm mỹ và làm sạch thôi. Thì cô xem thế nào, bọn mấy giấy tờ mất hết rồi. Bây giờ cô tính chuyện này, tôi có tính sao? Vâng, anh ơi, cái nguyên tắc làm sạch của bên em hay là nhân viên của bên em khi vào phòng làm sạch cho khách thì sẽ không được mang bất cứ một cái giấy tờ gì của khách ra ngoài, mà chỉ có nhấc lên và dọn dẹp xong và để lại vị trí cũ thôi, nên chắc có gì hiểu lầm thôi anh ạ. Em
em xin phép anh là anh sẽ check lại với nhân viên của em, sau đó anh sẽ xem là giấy tờ đấy nó nằm ở chỗ nào và em sẽ hoàn lại lại anh. Được rồi, cô giải quyết ngay thôi. Anh xin phép 2 phút. Alo, trung tâm của các trưởng là Hoàng Mỹ. Em ơi, em với cả chị Thu và Út Sáng đã làm sạch ở trong cái trên cái tầng 12 phòng anh Thạnh, lên một tầng 12 giúp chị nhá. Dạ em chào chị ạ. Dạ thưa anh, tên là chị Đỗ Thị Thu ạ, thực hiện nhiệm vụ làm sạch tại phòng anh chị lúc đầu giờ chiều. Dạ vâng, thì các anh chị làm sạch thế nào mà làm hết tài liệu rồi. Bây giờ anh chị tính cái chỗ này làm sao? Dạ có thể tập giấy tờ này không ạ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Lúc đầu giờ chiều em có dọn dẹp làm sạch trong phòng anh. Em đã thấy tập giấy tờ này trong một thùng rác. Nhưng em nghĩ tập giấy tờ này nó nguyên vẹn nên em vẫn giữ lại ạ. Định nộp cho phòng dịch vụ khách hàng nhưng mà vì em vội thì làm mấy phòng dịch nên chưa kịp ạ. Tôi chết, tôi vô ý quá, xin lỗi các bạn. Tại vì thực ra cũng hơi bận nên là cũng không để ý lắm. May quá, tìm được rồi. Vâng, thì chúng em cũng hết sức là xin lỗi anh vì cái hành động mà thiếu cẩn trọng bọn em. Sau đó anh sẽ rút kinh nghiệm ạ. Thôi thực ra em không có gì đâu, thực ra tài liệu mình tìm được rồi. Dạ. Chỉ có lần sau nếu mà nhận được thì báo mình sớm thôi. Dạ, cho em về thì ra. Chắc là nhân viên của em cũng hơi có bận, thế này là cũng trong sơ suất của bên em thì em rất là đáng tiếc. Không gì đâu, cảm ơn. Cảm ơn em làm đấy là rất tốt. Nhưng mà lần sau có những chuyện như này xảy ra thì em nên báo sớm nhất phòng dịch vụ để bọn chị có hướng giải quyết, tránh để khách hàng hiểu lầm này ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của công ty. Kể cả là phía Dũng nữa, Dũng về thì nhớ là nhân viên của mình thì mà bọn em phải quán triệt mọi người đã đi làm, nếu mà có bất kỳ cái sự vụ gì xảy ra thì thông báo sớm để bên chị còn biết và giải quyết kịp thời. Dạ vâng, chắc chắn là em sẽ nhắc nhân viên bên mình và quán triệt lại toàn bộ nhân viên. Cảm ơn chị. Vâng, thưa các quý vị, trên đây là một trong số rất nhiều những tình huống mà chúng tôi có thể gặp hàng ngày. Đội ngũ giám sát dịch vụ của chúng tôi không chỉ được đào tạo về kỹ năng chuyên môn mà còn đảm bảo các sự nhanh nhạy, khả năng xử lý vấn đề và yếu tố đạo đức nghề nghiệp. Hy vọng rằng với những dịch vụ chuyên nghiệp như thế này, các quý vị sẽ luôn hài lòng và tin tưởng lựa chọn. Xin chân thành cảm ơn.